Quý vị thân mến, hôm nay thì Khánh đang ở nhà quý vị ạ, vẫn đang tiếp tục với cái công việc hàng ngày bán hàng. Tuy nhiên thì ngày hôm nay có một cái sự kiện rất là đặc biệt mà Khánh muốn chia sẻ với quý vị. Đó là gì? Đó là quý vị chúng ta nhìn thấy đây. Trước ống kính của Khánh của chúng ta đây, đang nhìn thấy có một cái thùng hàng rất to quý vị ạ. Có thể nói rằng đây là một trong những cái thùng hàng mà rất lớn trong thời gian qua mà Khánh nhận được từ bên nước ngoài gửi về đấy quý vị. Đấy, đây là một cái thùng hàng rất lớn quý vị. Thì đây là một cái thùng hàng mà Khánh đã được một nhà hảo tâm ở bên Đức ấy, có liên hệ với Khánh cho đến tận điểm bây giờ là được 7 tháng rồi quý vị. Được 7 tháng rồi. Ở đâu? Hình như 6 tháng thì vậy. Chính xác là 6 tháng. Từ cái hồi tháng mấy nào? Để xem. Đây lâu lắm rồi, từ rất lâu lắm, từ tháng 6 đến bây giờ quý vị ạ. Từ tháng 6 đến bây giờ mà bây giờ là tháng 12 rồi, có nghĩa là 6 tháng trời rồi. Đó, thì đến bây giờ Khánh mới nhận được. Nhưng mà có một cái việc quan trọng đặc biệt mà Khánh muốn chia sẻ với quý vị ở đây, đó là gì? Đó là nhà hảo tâm này đấy đã gửi về cho Khánh cái thùng hàng này đấy. Và khi cô liên hệ với Khánh để gửi một cái thùng hàng với lượng cân là 31,5 cân từ bên Đức gửi về quý vị nhé, từ bên Đức gửi về, thì đã liên hệ với Khánh và bảo nói với Khánh rằng là tất cả các cái khoản tiền phí cước thì cô đã thanh toán cho bên vận chuyển hết rồi, và khi mà về Việt Nam thì họ sẽ giao đến tận nhà cho Khánh thôi, Khánh không phải đóng bất kỳ một cái khoản tiền nào. Đấy, tuy nhiên thì ngày hôm nay quý vị chúng ta có biết không, lúc bấy giờ mà cách đây 6 tháng về trước đấy, Khánh có nhận được một cái thông tin từ một cái đơn vị vận chuyển ở tại Việt Nam, đó là Trung tâm Khai thác Bưu chính Quốc tế miền Bắc, có địa chỉ ở tại xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, có gửi về cho Khánh một cái giấy báo thuế và yêu cầu Khánh là phải đóng một cái khoản tiền thuế ở đây, đó là 3.017.000 đồng quý vị. Cái yêu cầu này Khánh sẽ post lên trên video để quý vị chúng ta sẽ cùng xem. Đó, thì sau đó thì Khánh có liên hệ với nhà hảo tâm ở bên Đức ấy, bảo với cô là bên chỗ vận chuyển yêu cầu Khánh đóng một cái khoản phí rất là nhiều như thế, là hơn 3 triệu đồng. Thì cô rất là ngỡ ngàng bởi vì là toàn bộ cái chi phí bên đó thì cô đã thanh toán rồi, mà bây giờ tại sao lại bên Việt Nam lại còn yêu cầu đóng tiền nữa? Thì nó rất là khó hiểu. Và sau đó thì Khánh đã cương quyết là nói với bên chỗ vận chuyển là Khánh sẽ không đóng thêm tiền đó, bởi vì là bên người gửi người ta đã đóng hết rồi. Thì bên vận chuyển ở tại ngoài Hà Nội đấy, bên chỗ công ty khai thác gì đấy quốc tế miền Bắc đấy, người ta nói rằng là nếu mà không gửi tiền phí là hơn 3 triệu đồng đó thì họ bắt buộc sẽ chuyển cái thùng hàng này về bên Đức. Đó. Và lúc bấy giờ thì Khánh nói là cái đó thì tùy thôi, còn đây là cái thùng hàng làm từ thiện đó, chứ không phải là chúng tôi kinh doanh buôn bán gì cả đó. Và tất cả những cái chi phí thì bên kia người ta đã gửi rồi. Thì sau đó người ta im lặng luôn và người ta nói như vậy thì nếu mà anh không có đóng tiền thì chúng tôi sẽ chuyển về ngược trở lại phía bên nước sở tại là cái người gửi đấy. Đó, thì sau đó thì nhà hảo tâm ở bên Đức cũng rất là buồn và nghĩ rằng là mình đã dành bao nhiêu cái tình cảm, cái sự tâm huyết để mua những cái món quà để gửi về cho trẻ em nghèo, cho những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mà bây giờ lại không có được nhận thì cô rất là buồn. Đó, cô rất là buồn. Và sau một khoảng thời gian dài thì nó lắng xuống và Khánh cũng không có để ý đến cái thùng hàng này nữa. Thì bây giờ quý vị chúng ta có biết không, bất chợt ngày hôm nay đùng cái là nhân viên bưu điện để đưa đến. Đó, và Khánh nhận được một cái thùng hàng này. Đấy, tuy nhiên thì bây giờ quý vị chúng ta biết rằng là nó là bị móp méo. Đấy, rồi là bị rách tả tơi như thế này rồi. Không biết rằng là những cái món quà bằng những cái tình cảm rất là đặc biệt ở trong cái thùng quà này có còn nguyên vẹn nữa hay không. Đó, và không biết rằng nó có bị mất mát gì hay không quý vị nhé. Đó, thì bây giờ Khánh mời quý vị chúng ta sẽ cùng với Khánh ta khui cái thùng quà từ bên mãi Cộng hòa Liên bang Đức này gửi về để chúng ta sẽ cùng xem là nó như thế nào. Sau đó thì Khánh sẽ cùng với quý vị chúng ta sẽ báo cho cô ở bên Đức là chủ nhân của cái thùng quà này quý vị nhé. Đấy, một chút nữa, ngoài sau khi mà mở xong cái thùng quà này nữa
Rồi đấy, thì Khánh mời quý vị chúng ta sẽ cùng với Khánh mở cái thùng này nữa này. Mở một cái bao tải quà này rất lớn này. Bởi vì cái bao tải này cũng gửi về cho Khánh lâu rồi mà Khánh cũng không biết của ai. Đấy, thế mới căng như này. Trong thời gian vừa qua là quà là gửi về liên tục. Đấy, quý vị. Đấy, thì bây giờ Khánh mời quý vị chúng ta sẽ cùng với Khánh ta mở cái thùng này nhá. Đây. Ồ, cái này nó bị rách rồi quý vị. Khánh cảm giác như là... hả? Do để lâu quá ha. Đấy, thì bây giờ ta sẽ mở ra xem nhá. Xem là nó có bị... Ồ. Sau thùng to này. Thùng này là cô bảo là 31 kg rượu. À, trên này ghi là 30,3 kg. Thì bây giờ chúng ta sẽ cân xem có còn đủ 30,3 kg nữa không quý vị nhá. Đấy, nhà Khánh bán hàng cho nên là hàng ngày là phải đóng hàng để gửi cho khách đây quý vị, cho nên là nhà là có một cái cân như này này. Đó, ông Khoai bưng với anh lên đây một tí cho nó rực rỡ. Em Phương lại bưng với cái thùng này lên với anh một tí. Đeo khẩu trang làm chi, trời ơi chứ này. Ở nhà ấy. Đấy, vâng, đeo, đấy. Hôm nay vợ Khánh này, rụt rè đứng trước ống kính này, đeo khẩu trang. Ôi, xem nó. Ồ, hơn 30 cân. Hơn 30 cân như vậy thì đúng rồi. Ok, vậy cho ta chọn xuống. Rồi, cái khâu đầu tiên là kiểm tra về cân nặng. Thứ hai này, em có thích mở quà không? Hả? Cũng thích mở nhưng mà đây quá thì thích mở thì lại đây ta mở cho vui chứ nè. Đấy, hôm nay vợ Khánh đồng hành cùng với Khánh để mở quà nữa quý vị. Mở mạnh mẽ vào em. Ôi. Trong này cái mở cái thùng này ra quý vị, ban đầu thì Khánh thấy là thùng to mà sau là tự nhiên nó sọp lành ở dưới này, rồi sau lại lỏng lẻo như thế này hả? Họ mở ra kiểm tra nữa. Chắc là họ mở ra kiểm tra hay là vô lý quý vị này. Khi mà họ đóng một cái thùng thùng quà đấy. À, em biết rồi. Sao? Sao sao? Không cắt mát. Không biết lý do vì sao. Ở đây quý vị này. Đầu tiên em o để từ từ để ta mở. Sao lại tự nhiên là từ trước giờ ta mà đóng hàng đúng không? À. Là ta sẽ đóng rất là kín đúng không? Chắc là bưu điện phải cắt cái để mình hủy được cái thuế đóng hải quan nữa. Có nghĩa là khi mà về gửi hàng bên nước ngoài về mà còn mắc phải đóng tiền hải quan. Bây giờ ta sẽ đổ ra rồi ta tính tiếp ha. Ta sẽ đổ ra rồi. Sao mà lại đóng một thùng to mà lại... Nhưng mà nó vô lý là tại sao đóng một thùng to mà bây giờ lại tự nhiên nó sọp lại thế này hả? Đúng cân nặng. À, đúng cân nặng là được. Rồi, mở ra. Đổ. Ô, không được. Thôi, thế thì phải lấy từ từ một. Ôi, có chạo này. Bây giờ một cái thùng hàng, thùng quà mà nó lồn xì ngầu rồi quý vị ạ. Này, quý vị chúng ta nhìn thấy như thế này thì căng quá chứ này. Đó. Ui giời ơi. Một cái thùng quà ở bên Đức gửi về mà sao bây giờ nó lồn xồn như thế này. Đáng là cô xếp rất là gọn nhưng sao bây giờ nó lại lồn xồn như thế này nhỉ. Thế mới căng chứ này. Ui giời. Như thế này thì bây giờ làm sao biết phân loại được nữa. Hả? Kèo là hết đết rồi phải không? Kèo là hết hàng sử dụng rồi hả? Kèo thì thường thường là đết hàng sử dụng của nó ít tháng, tầm 4 đến 5 tháng, 6 tháng. Và giờ cái thùng hàng 6 tháng thì hết. Ờ. Hết đết chắc chắn. Bị Khánh cũng báo cáo với cô ở bên Đức nhá, nhà hảo tâm báo với cô là tất cả những cái quà này đã được là tháo mở ra rồi. Đây 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 được đây, cô gói bọc rất là cẩn thận trong những cái bao như thế này. Nhưng mà bây giờ đấy thì không biết là bên vận chuyển họ có tháo ra họ kiểm tra hay không, nhưng mà bây giờ thì Khánh thấy là nó đã bị đạo lồn xì ngầu đây rồi, nó không còn là được bọc
rất là gòn như những cái hình ảnh mà cô gửi cho Khánh nữa. Đấy. Chán thế chỗ này, bây giờ nó đổ lồn xồn như thế này rồi. Đổ cái này đổ ra đây luôn. Đâu? Cái chuột ăn rất rồi nhỉ. Như thế chỗ này. Mà lúc Khánh nhận được cái yêu cầu đóng thuế của bên công ty vận chuyển đấy quý vị, là Khánh đã nói rồi, đây là cái thùng quà để làm từ thiện, và bên kia họ đã đóng thuế tất cả mọi thứ rồi, thế mà họ vẫn cương quyết là không chuyển hàng cho Khánh quý vị ạ. Mà họ vẫn om mãi cho đến bây giờ là 6 tháng mới chuyển về. Đấy, mới chuyển về đấy quý vị. Và bây giờ thì chuột nó đã ăn hết rồi. Vừa hết hàng vừa chuột ăn mặn luôn. Đó, khổ thế chưa này. Rồi là còn bị đảo ra đây nữa chứ này. Khổ thế chưa này. Rồi những cái này thì bây giờ làm sao ăn được nữa, còn hết hàng, còn hàng sử dụng không em? Đa số là hết hàng thôi. Đây. Vì bản kéo thường thì hàng sử dụng tầm 6 tháng, còn loài thì 4 tháng. Bây giờ đây cái thùng hàng này hơn 6 tháng thôi thì làm sao mà có hàng được. Như cái này thấy ngon thì cũng hết hàng lên. Cái này cũng hết hàng sử dụng rồi đúng không? Hết hàng luôn. Rồi. Như vậy là để xem rằng là những cái hình ảnh mà cô gửi về cho Khánh xem là nó có bị thiếu cái gì không. Thấy cân thì cũng đủ cân rồi đấy. Cái này cũng hết hàng. Hơn 30 ký. Hết hàng rồi. Hết hàng rồi hả? Ừ. Đa số bán kèo hết hàng. Ngao ngán hả? Chán thế chứ này. Đây hết hàng đấy. Buồn thế chứ này. Đây, quay sát vào đây, em quay sát vào đây cho mọi người chúng ta nhìn thấy này. Đây hệ than đấy. Đây. Đầu tiên là ta đi kiểm từng cái mặt hàng một đấy. Ôi giời ơi, giày dép này, giày này. Đây là một đôi này, không biết là giày này là giày nữ hay giày nam này hả? Một đôi này. Đấy. Ông 6 tháng 5 đến chứ mà. Rồi cái giày này này. Giày này. Chuyển là từ ngày mấy em ấy? Mùng 6 tháng 5 đấy chứ. À. Đấy nên là có đi phiếu đấy. Cái lô hàng này quý vị nhá, cái thùng hàng này là chuyển về cho Khánh là từ mùng 6 tháng 5 năm 2021. Từ mùng 6 tháng 5 năm 2021. Nhưng mà đến mùng 10 tháng 6 năm 2021 thì Khánh mới nhận được cái yêu cầu là phải đóng thuế. Đó, và sau khi Khánh không đóng thuế thì mãi cho đến bây giờ. Cô yêu cầu lắng đóng thuế. Đúng rồi, cô cũng yêu cầu là không đóng thuế bởi vì là bên đó là cô đã thanh toán hết rồi. Hai đôi giày này. Ngon đấy, cũng hết hàn lên. Sô cô la hả? Đây, cũng hết hàn. Sô cô la cũng hết hàn rồi. Đấy, giày này. À, đấy, hai đôi giống nhau. Đôi này nữa. Khánh nhớ là hôm đó là cô ấy còn gửi cho Khánh xem đóng cẩn thận lắm. Tiếc quá. Đây hết hàn, gặp tập này hết hàn luôn. Hết hàn hết rồi. Ừ. Vứt hết rồi. Dép này. Vừa tốn tiền vừa tiếc tốn của. Tiền phí gửi mà vừa tiếc của nữa. Cái riêng 30 ký hàng này mà gửi từ bên Đức về Việt Nam đấy quý vị, là cũng phải tốn mất mấy trăm euro đấy, cái tiền phí vận chuyển đấy. Thế mà bây giờ là chuột cắm hết rồi, hỏng hết rồi. Đó. Đó. Và khi mà về chuyển về đấy cũng bị cắt ra để kiểm tra đây quý vị. Đó, bị cắt ra để kiểm tra đấy. Cho nên là khi mà chúng ta mở đổ ra cái là nó ào ra một cái luôn. Tiếc quá chứ này, nhiều cái sản phẩm là bây giờ nó bị hỏng rồi, bị hết hàng sử dụng rồi. Dép này sao một chiếc nữa đâu hả? À? Ở đây. Đó. Ngao ngán này. Khánh cũng quay lên đây để chia sẻ cho cô, để cô được biết, để xem rằng là có bị thiếu cái mặt hàng gì không nhá. Đấy, những cái mà Khánh đã bày ra đây hết rồi này. Trong này có một cái túi áo quần nữa này. Đấy, cô ghi rất là rõ này. Gửi tặng vợ chồng chú Hải chạy xe ôm này. Đó, ghi đầy đủ như thế.
Rồi đây này, cái túi này này, cô gửi là gửi tặng cô giáo trong xóm dạy học từ thiện này, các bạn. Gửi thế rồi, ghi như thế rồi mà. Đây. Hết chưa? Kem đánh răng mà bàn chải đánh răng mà cũng bị bẻ ra như thế này quý vị. Thế tại sao ấy? Nó do chèn ép hay sao vậy này? Ừ. Dép này, giày dép là đều mới cả nhưng mà để lâu nó không bị mốc. Đó, hết rồi. Các loại bánh kẹo chắc là hết hạn sử dụng quả rồi. Còn được mấy gói đấy? Còn được một số gói. Cái này là đến 15 tháng 10 2021 thì bây giờ cũng hết hạn sử dụng rồi. Nó vứt, phải vứt đi nhiều thứ rồi. Đấy, đại loại là như vậy đấy quý vị. Được cái chảo này, cái chảo này thì chắc là để lâu nó cũng không bị hỏng đâu. Ok, thì đó là cái thùng hàng đầu tiên quý vị ạ mà Khánh muốn chia sẻ với quý vị. Và cũng qua đây thì cũng rất là mong rằng là bên chỗ vận chuyển đấy, khi mà nhận được những cái thùng hàng thông qua những cái kênh kết nối để làm từ thiện đấy, và trong khi mà gửi về đấy thì bên chỗ gửi người ta đã thanh toán tất cả mọi cái cước phí rồi đấy, thì cũng đề nghị các anh chị là chúng ta cũng làm sao đó để tạo cái điều kiện thuận lợi nhất để hàng về sớm nhất để có thể mang đến được cho những người nghèo. Chứ mà chúng ta giam rồi chúng ta om như thế này đấy thì thực sự rằng là để lâu nó sẽ mất hết đi cái hàn sử dụng, và cái tiền bạc nó mua quà đây như thế này nó không còn dùng được nữa, nó lãng phí lắm quý vị ạ. Đấy, các anh chị rất là mong các anh chị chúng ta hiểu. Và đây quý vị, chúng ta thấy rằng là để một cái khoảng thời gian dài như vậy rồi, bao nhiêu bánh kẹo, bao nhiêu cái loại thuốc mà bây giờ hết hạn sử dụng rồi thì nó thực sự là rất là lãng phí. Thì không biết là đây là do lỗi ở chỗ nào mà ban đầu thì nói rằng là phải đóng thuế, sau đó thì không đóng thuế vẫn gửi hàng về đây. Đấy thì Khánh cũng muốn chia sẻ để cho quý vị chúng ta cùng biết nhé. Ok. Còn bây giờ đây quý vị này, Khánh sẽ tiếp tục mở thêm một cái bao tải nữa. Một cái bao tải đây nữa thì Khánh là thực sự là nhận được cũng khá lâu rồi mà không biết của ai. Đây quý vị này. Đó, mấy hôm là có nói với các em ở trong cửa hàng đây nữa là làm thế nào để biết được cái người gửi cho Khánh. Chỉ biết là công ty gửi, người gửi là cái công ty này thôi. Thì đây là một cái công ty trung gian. Nó giao hàng thôi, chứ còn người gửi thì chính xác thì không biết là ai cả. Đây cái phiếu đây quý vị. Đây khối lượng là 17 kg. Thì bây giờ hôm nay nhân tiền đây Khánh cũng mở luôn đi. Khánh mở luôn để xem là trong này có cái gì gửi cho ai để Khánh biết. Ôi dồi ôi, cái này cũng chắc là cũng hàng nước ngoài quý vị. Ôi dồi ôi, hàng này, cái này còn ngon lành này, cái này San Jose. À, San Jose ở bên Cali. Họ tên là Linh. À, của chị Linh. Của chị Linh, nhưng mà của chị Linh là ở Hawaii mà. Chị Linh ở Hawaii. À, thế là chị Linh là một nhà hảo tâm mà đã gửi về cho Khánh những cái khoản tiền rất lớn rồi quý vị, để giúp đỡ cho các trẻ em nghèo. Và bây giờ thì chị đã gửi về thêm mấy cái thùng quà này. À, cái này là của chị Linh. Mấy bữa nay cũng không biết, không dám mở quý vị ạ. Đó, không dám mở luôn. Thì bây giờ luôn tiền đây thì mở để cũng chia sẻ với quý vị. Đó, thì đây là cái thùng quà của chị Linh ở Hawaii. Ờ, đây là gửi từ San Jose, California. Của chị Linh thì từ từ hãy khoan mở em. Của chị Linh thì bây giờ để Khánh sẽ gọi điện cho chị Linh một chút, bởi vì là không biết là chị gửi cho ai đây. Khánh sẽ gọi cho chị Linh một chút. Mic.
Được rồi quý vị ạ. Như vậy thì bây giờ Khánh có kết nối với chị Linh mà chắc là chị quên mất. Bây giờ là bên đó là đang giờ ngủ, đang ban đêm. Cho nên là thôi thì Khánh sẽ tạm thời Khánh không mở cái thùng hàng này ra nữa. Bởi vì với hai cái thùng quà này đấy thì nhìn đang còn rất là chắc chắn, nó chưa cảm thấy là có những cái sự va đập rồi móp mép gì cả, cho nên có lẽ là cũng đang còn ngon lành. Thì rồi Khánh sẽ kết nối với chị Linh và sẽ thay mặt cho chị Linh trao cái thùng quà này cho những người mà chị Linh muốn giúp đỡ. Thế còn hôm nay thì quý vị ạ, đây là những cái sản phẩm mà được một nhà hảo tâm ở bên Đức gửi về thông qua Khánh để giúp đỡ cho những người nghèo mà phải bị giam một cái thời gian rất là dài, thì đến bây giờ mới gửi được về đến đây. Thì Khánh cũng muốn là mở ra để cho quý vị chúng ta cùng với Khánh cùng cùng chiêm ngưỡng, cùng xem và cùng thấy được là cái sự bất tiện của việc là vận chuyển từ bên nước ngoài về, mà khi mà về bên Việt Nam là còn phải bắt đóng thuế này nọ các kiểu như thế. Rồi bây giờ đến một lúc là Khánh gọi là lì mặt quá quý vị. Lì mặt quá, dày mặt quá là không đóng. Cho nên là bây giờ họ chuyển về, và khi mà chuyển về thì phải ra một cái thời gian rất lâu, cho nên là hàng hóa nó bị hết hạn sử dụng cả rồi. Đấy, rất là nhiều cái chỗ là bị hết hạn sử dụng rồi. Bây giờ là nó như thế này đây. Đấy, tiếc của quá. Nhưng mà thôi thì bây giờ chúng ta lọc lại đi, cái nào dùng được thì chúng ta dùng. Đấy, để rồi thay mặt cho cô gửi cái tình cảm của cô đến để chia sẻ với những người nghèo. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian để theo dõi video và trò chuyện cùng với Khánh nhé. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Còn bây giờ thì xin chào toàn thể quý vị nhé. Em ơi, vẫy tay chào khán giả đi. Đấy, bye bye. Ok, xin chào mọi người.